Rise of Kingdoms. Nó có nhiều nước các bạn ạ. Mỗi một nước nó sẽ có một cái nội tại riêng. Ví dụ như cái nước La Mã này thì tăng sức phòng thủ của bộ binh lên đến 5% tốc độ hành quân của lính. Nước Đức này tăng sức dùng của kỵ binh lên 5% tốc độ luyện quân lên 5% và phục hồi điểm hành động lên 10%. Đây là Trung Quốc này. Chúng ta có cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập, Oman, Zaytium là cái nước gì mình cũng không biết đấy. Đây Nhật Bản này. Mình thì mình thích Nhật Bản hơn. Thôi lấy Hàn Quốc đi. Đang đi du học Hàn Quốc về. Lấy Hàn Quốc cho mọi người xem.